Đây sẽ là một video giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền và tránh được tình trạng lão hóa khi chúng ta tiêm filler nha. Như các bạn nhìn thấy thì đây là 1/3 tầng mặt dưới. Ở đây chúng ta thường tiêm filler vùng cằm này, viền hàm, má trước dưới, má sau và rãnh mũi má. Vùng này thì chúng ta rất hay tiêm. Thế nhưng mà cái lưu ý quan trọng nhất vùng này là gì? Chúng ta tiêm càng ít càng tốt, làm sao vừa đủ thẩm mỹ thôi, nhưng mà cái lượng của nó lại phải là tối thiểu nhất có thể. Tại sao? 1/3 tầng mặt dưới là vùng mà nó là vùng thấp nhất của gương mặt, nó sẽ bị chịu tác động của trọng lực và lực hút trái đất. Theo thời gian, cái vùng này nó rất dễ bị chảy xệ. Tuy nhiên, chúng ta nếu được filler quá nhiều vào thì làm tăng nặng hơn tình trạng lão hóa theo thời gian. Ví dụ như chúng ta tiêm cằm, chúng ta chỉ nên tiêm từ 1 đến 2 cc ngay tại vùng cằm này thôi. Nếu chúng ta không bị hõm quá nhiều, chúng ta không nhất thiết phải đi viền hàm 1 cc. Viền hàm 1 cc là 2 cc và cằm 2 cc là 4 cc đâu các bạn ạ. Nó sẽ làm nặng hơn rất nhiều đấy. Tương tự với vùng má trước dưới, má sau và rãnh mũi má cũng thế. Chúng ta đi càng ít càng tốt. Thứ nhất, vừa giảm chi phí cho các bạn. Thứ hai là chúng ta sẽ giảm và hạn chế tối đa nhất tình trạng đưa filler vào trong gương mặt. Vì vậy mà giảm được tình trạng lão hóa theo thời gian nha.